một kiệt tác của vũ trụ đã ra đời. Đó là trái đất, một hành tinh duy nhất mang vẻ đẹp hoàn hảo của sự sống, ẩn chứa nguồn năng lượng vô tận. Trải qua hàng triệu năm vận động và giao thoa kỳ diệu của năm nguồn năng lượng vô tận: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hệ sinh thái bền vững của trái đất được hình thành. Lửa là biểu tượng cho sự chinh phục mãnh liệt. Lửa có sức lan tỏa mạnh mẽ và biểu trưng cho sự bất khả chiến bại. Đại diện cho lửa, DT Team là đội ngũ đầy nhiệt huyết, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách để chinh phục thị trường tại 63 tỉnh thành. Nơi nào có dấu chân dũng mãnh của DT Team, nơi đó trở thành lãnh địa của Unilever. Nước mang sức mạnh linh hoạt, vừa nhẹ nhàng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Nước len lỏi qua những nơi khó khăn nhất, nhưng cũng mạnh mẽ với những đợt sóng thần đập tan mọi vật cản trên đường đi của mình. Mang trong mình điều kỳ diệu của nước, BCD Team luôn có những sự hỗ trợ khôn ngoan như dòng chảy, tầm nhìn xa rộng như biển cả, đưa ra những chiến lược mạnh mẽ như sóng thần mãnh liệt, đón đầu những xu hướng công nghệ. Tượng trưng cho sức sống dẻo dai và bao phủ rộng khắp, từ thảo nguyên bao la đến rừng già rậm rạp, cây cối thể hiện sức sống mãnh liệt tuyệt vời trước mọi yếu tố thiên nhiên. Sự hiện diện mạnh mẽ của cây cối được thể hiện bởi năng lực của MTT. Dù là vùng đất cằn cỗi hay màu mỡ, cây cối vẫn tồn tại, cũng như MTT luôn không ngừng chinh phục những khách hàng siêu thị khó tính nhất, nhằm tạo nên hình ảnh và thương hiệu Unilever sừng sững như những cây cổ thụ trải dài rộng khắp. Kênh bán hàng MT. Đất đại diện cho sự bền vững và thấu hiểu, là nơi rừng cây bén rễ, nơi lưu giữ ngọn lửa của dung nham, là nơi tạo ra những mỏ kim loại quý giá. Và hơn hết, đất như bức tường thành vững chắc, uốn nắn sức mạnh của nước. Mang tính hỗ trợ của đất, SO Team luôn là đội ngũ đáng tin cậy, hỗ trợ kịp thời cho các team còn lại thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đạt được những thành quả bán hàng ấn tượng. Kim loại tượng trưng cho sự sắc bén và đầy sáng kiến. Kim loại là nhân tố tạo nên những vũ khí cũng như công cụ tuyệt vời cho những cuộc chinh phục. Trade Marketing Team luôn đưa ra những chiến lược hỗ trợ bán hàng một cách hiệu quả tức thì, như những vũ khí kim loại sắc bén hỗ trợ Sales Team chiến thắng trên mọi mặt trận. Kết thúc chu kỳ 20 năm vận động, giao thoa không ngừng nghỉ như những nhân tố ngũ hành cấu thành vạn vật. Năm phòng ban của CD đã tạo dựng nên những thành quả to lớn, đóng góp vào thành công của Unilever trong suốt 20 năm qua, mang đến cho những người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm chất lượng nhất, nâng tầm cuộc sống Việt. Kết thúc năm 2014, một chu kỳ mới lại bắt đầu với Unilever Việt Nam, bằng sự kết hợp uyển chuyển, linh hoạt và mạnh mẽ của năm bộ phận: Trade Marketing, MT, BCD, DT, SO. Và giờ đây,
kim, mộc, thủy, hỏa, thổ của Unilever đã sẵn sàng. Một lần nữa sẽ tái lập kỳ tích, đưa Unilever Việt Nam tiến vào một kỷ nguyên chinh phục mới.